buổi tối ngày hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào đón kênh giọng ca gạo cội của câu lạc bộ Chú Tám Phú Đình với ca khúc Lời Hẹn Hoa Ban. Xin mời chú về sân khấu ạ. Để hòa chung với cái buổi giao lưu văn nghệ nhân ngày sinh nhật trọng đại của câu lạc bộ, với trách nhiệm tình cảm tôi xin hát bài